Chỉ mới bùng nổ khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng Việt Nam hiện đã xếp thứ 6 trong top 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok lớn nhất thế giới, với gần 50 triệu người sử dụng. TikTok phân phối nội dung theo thuật toán tự động cung cấp thông tin cho người xem, và nguy hiểm là với những nội dung xấu độc, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chúng sẽ liên tục hiện lên trang của người xem. Theo các chuyên gia, TikTok, Facebook, YouTube đều là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Họ có tiêu chuẩn cộng đồng áp dụng trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, các nền tảng này phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, đặc biệt là về việc quản lý nội dung. Các cái cơ quan đơn vị và những cái cá nhân mà có sử dụng TikTok, đặc biệt là vừa qua có một số nghệ sĩ cũng tham gia TikTok để quảng cáo cho những cái hoạt động thương mại. Và qua cái lần kiểm tra này, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhắc nhở và phát hiện đối với những cá nhân đơn vị sử dụng ở mạng xã hội mà vi phạm pháp luật. Tin giả, tin sai sự thật xuất hiện rất là nhiều. Nó vô hình chung, nó khuyến khích giới trẻ bắt chước học theo những cái nội dung lệch chuẩn, lệch lạc nhận thức trong lối sống. Nó tác hại không phải trước mắt mà về lâu về dài nữa. Các chuyên gia nhận định, mạng xã hội này không quản lý hoạt động của các idol TikTok nên để nhiều bạn trẻ có lượng theo dõi lớn, có xu hướng sản xuất nội dung nhảm nhí, thiếu văn hóa để nhắm vào sự hiếu kỳ của người xem, thậm chí còn tạo trend để thu lợi từ những nội dung này. TikTok cũng không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư cá nhân của người khác để tung tin giả hoặc bôi nhọ xúc phạm người khác. Bộ phận giới trẻ, cái bộ lọc nó không có nhiều, bộ lọc nó không có thực sự sắc bén, nên các bạn dễ đánh đồng là những cái số lượng được lặp lại hoặc cái clip nào lên xu hướng thì nó sẽ trở thành một cái hành vi chuẩn mực cho chính các bạn, và các bạn rất dễ là bị lôi kéo, các bạn rất dễ đánh giá rằng cái hành vi đó rất bình thường của đời sống xã hội, và từ đó thì các bạn có thể là bị ảnh hưởng và trở thành một cái khuôn mẫu, một cái hành vi giống như trên cái nền tảng mà các bạn đã từng hay xem. Thưa quý vị, thay vì việc khai thác, khám phá và tìm tòi những nội dung tích cực thì cần phải mất rất nhiều thời gian, thì đa số các bạn trẻ lại lựa chọn cách thể hiện suồng sã, phán xét và thể hiện một cách tiêu cực trên mạng xã hội nhằm nhanh chóng gây được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Số đối tượng khác thì có thể dựa vào những kỹ năng khác mà không hẳn phải bằng trí tuệ và năng lực, mà lại dựa vào một số những cái mẹo vặt nào đó. Thì họ trở nên là có tiếng hơn một chút, được nhiều người biết đến, thì họ tự cấp quyền văn hóa cho chính mình, thậm chí là có quyền của người phán xử luôn, thay mặt luôn luật pháp để mà khẳng định người này là có lỗi, người kia không có lỗi. Tôi nghĩ rằng nếu mà các bạn trẻ bây giờ có ý thức hơn và bắt đầu tẩy chay những cái nội dung độc hại thì sau này thì ngay cả TikTok, Facebook hay là YouTube đều sẽ có những cái thông tin, những cái content nó lành mạnh hơn và sẽ giúp cho cuộc sống mình nhiều hơn. Việc trước tiên là có thể là phải kiểm soát được ngôn từ khi mà sử dụng mạng xã hội, và việc tiếp theo là cần phải có một kiến thức đúng và đủ để sử dụng mạng xã hội một cách gọi là hiệu quả và chính xác nhất. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, dự kiến trong tháng 5 tới sẽ phối hợp với các bộ Công an, Công thương, Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Thuế kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.